chào tất cả quý vị và các bạn. À, hôm nay Châu Thanh cũng rất vui là được có mặt trong cái chương trình của Sao Nó Ngôi để hỗ trợ cho con gái mình. Thật là một niềm hạnh phúc vô cùng vì Châu Thanh thấy đây là một sân khấu rất là hoành tráng mà một sự tổ chức phải nói rất là kỹ lưỡng. Trong những giây phút mà được giao lưu với lại trong chương trình đang lúc tập dẫn thì Châu Thanh thấy đúng là một cái người tổ chức này phải nói là hết sức là chăm chút cho từng tiết mục. Và Châu Thanh nghĩ rằng con gái mình được tham gia chương trình này là một niềm hạnh phúc cho mình, vì Châu Thanh mong muốn sao con của mình được tiếp bước con đường nghệ thuật của mình, dù là không phải là sở trường của cải lương giống như Châu Thanh, nhưng mà con gái nó cố gắng hết sức luôn. Nhưng mà thật sự thì cái gì phải đúng sở trường mới được. Vì vậy cho nên được ban tổ chức cho biết là miễn sao con gái mình theo con đường hát của mình, đó là đúng rồi, được rồi anh. Vì vậy cho nên Châu Thanh cũng rất mong chương trình này phát sóng ra để được tất cả quý vị ủng hộ, để cho những tài năng trẻ được tiếp bước con đường nghệ thuật của cha mẹ mình. Xin chào tất cả.